Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật bảo thiện hiện như ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, ta nay vì các Đại Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, bây giờ ở mười phương thế giới vô lượng vô số vô biên, đều có Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng vì chúng Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, như ta đang ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Có 12 vạn triệu chúng trời người đông đảo, đối với tất cả pháp đều chứng đắc pháp vô sanh nhẫn. Ngày nay ở mười phương thế giới vô lượng vô số vô biên, đều có vô lượng vô số vô biên các loại hữu tình, cũng nghe chư Phật kia vì chúng Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với trong pháp không đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sanh lòng tin hiểu sâu xa nên nhiệt tâm tu hạnh Đại Bồ Tát.